Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh HT Channel. Và các bạn ơi, hôm nay thì lại đến với cuộc đua Heroic nha. Hiện tại thì anh ta đang nằm ở lớp 11 và đang nó 5 các bạn. Không biết hiện tại mọi người đã leo lên được lớp bao nhiêu rồi hen. Wow, vẫn giữ vị trí đầu tiên nha mọi người. Chỗ này thì anh em mình đang bị kẹt đó là nhiệm vụ này nó bắt mình chờ khoảng 1 tiếng đồng hồ mới chiến đấu trận tiếp theo được. Còn cái này chúng ta sẽ đi thu hoạch thức ăn nha các bạn. Ở đây thì 30 giây thì anh em mình sẽ thu hoạch lại được một lần nha. Rồi, ngon lành. Chỗ này thì đã có sự kiện mới xuất hiện rồi các bạn ơi. Và cái sự kiện này thì HNT chỉ me nhẹ có một cái, đó chính là cái thành viên này các bạn. Wow, cái nhân vật này nha. Rồi, để giải cứu được cái thành viên này thì anh em mình cần phải có chiếc chìa khóa các bạn. Nhân vật này nó sẽ hỗ trợ cho anh em mình đó là cái điểm chơi sự kiện. Đây, cái điểm mà mình đang cần đấy các bạn. Ở đây thì cái sự kiện này nó cho anh em mình được tầm khoảng là 8 điểm nha. Đó, mình thấy chỉ có mỗi mình con này thôi. Và để đưa được con này về thì anh em mình cần phải có chìa khóa các bạn ơi. Oh my god. Đây, đầu tiên thì phải đưa cái bé R này đi trước nha. Bé R này thì nó sẽ cho mình chìa khóa để giải cái cứu cái con màu xanh. Đó, rồi bây giờ bắt đầu thôi nào. Di chuyển thôi anh em ơi, sự kiện này chỉ có 3 ngày 12 tiếng thôi. Wow, và cái mục tiêu của mình sẽ là giải cứu chìa khóa nha các bạn. Giải cứu chìa khóa rồi sau đó thì anh em mình mới cứu được cái em kia. Đó. Wow. Ui, mình thì mình cũng đang me mấy cái chiếc rương này lắm luôn. Ê, xem quảng cáo sẽ được nhân 2 phần thưởng nha mọi người. Wow, và phần thưởng đã được X2 rồi. Upon. Ôi, được 2 cái xương nha. Cái này là cái gì đây? Wow, được một cái khiên. Một cái khiên heroic ha. Rồi, di chuyển tiếp anh em ơi. Đó. Nó chỉ có chiếc rương đầu tiên thôi nha các bạn. Sau sau trải nghiệm rất là nhiều event của Dragon City thì anh ta biết được rằng đó chính là chỉ có cái chiếc rương đầu tiên của các thành viên đầu tiên này thì anh em mình mới xem quảng cáo và nhận được nhân 2 phần thưởng đến từ cái rương đó thôi ha. Còn những cái chiếc rương còn lại á, anh em mình đây chẳng hạn như chiếc này đi, anh em mình mở ra thì nó cũng không có cho anh em mình xem quảng cáo mà được nhân 2 đâu nha. Đó, nó chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ giải cứu được đó là chiếc chìa khóa cứu cái em VR này. Đó, ngon lành nha. Bây giờ thì cái em VR này sẽ đi kiếm chìa khóa để giải cứu cái em. Để mình xem coi cái em tiếp theo sẽ là con gì nha. Cái em tiếp theo của chúng ta sẽ là thành viên màu xanh, chìa khóa màu xanh. Đây, con này là con cấp E. Wow, rồi bắt đầu đi giải cứu chìa khóa con cấp E thôi các bạn. Wow. Rồi. Ở đây thì các bạn sẽ thấy cái số điểm của Hunter kiếm được sẽ nhiều hơn mọi người nha. Mình nhớ không lầm là nhiều hơn tầm khoảng 20% á các bạn. Đó. Do sức mạnh của cái gói ha các bạn. Sức mạnh của cái gói VIP cho nên là những cái event này anh em mình đều được tăng điểm nha. Wow. Hiện tại là mình còn được tầm khoảng 1.000. Không biết là đưa kịp cái em ấy về hay không nhỉ? Wow, 300 luôn. Ui, cái lượng thức ăn của Edwin này nó cũng kha khá nha các bạn. Wow, sắp đến được chiếc rương L rồi. Rương này hên hên là anh em mình sẽ ra được Nguyên Côn Legend luôn ấy. Đây, mở rương thử xem. Wow, ra thức ăn các bạn ơi, được 275 ha.
Còn cái rương này cũng là rương thức ăn nữa. 100. Ồ, hết điểm rồi. 1, 2, ôi gần tới chiếc chìa khóa rồi các bạn ơi. Anh Tê đang rất là trông chờ hen. Rồi chỗ này anh em mình ra thu hoạch nhẹ cái nữa. Wow, mình được 2 chiếc búp. Và còn tầm khoảng 2 chiếc nữa thôi là anh em mình sẽ xong được cái nhiệm vụ búp rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái khu vực. À, ngày hôm nay anh Tê có một cái bé rồng muốn review cho các bạn xem. Đó chính là thành viên Legion. Wow, con này là Evozone, nhìn rất là hấp dẫn nha các bạn. Không biết các bạn thấy cái thành viên này như thế nào, chứ anh Tê cũng khá là thích cái bé Legion này luôn. Wow. Và mọi người ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho anh Tê một lượt đăng ký. Và nhớ mở thông báo hình cái chuông lên để các bạn sẽ không bỏ lỡ những cái tập mới đến từ kênh của mình nha. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ ra ngoài thu hoạch nhẹ cái nữa. Mình vẫn không thể quên cái nhiệm vụ này được. Rồi, sau khi mà hoàn thành xong nhiệm vụ này, anh em mình sẽ xài cái free bin các bạn. Ở đây thì 12 tiếng đồng hồ thì HNT sẽ được một lần quay miễn phí nha. Đây, các bạn thì 24 nhưng mà với HNT thì chỉ 12 tiếng thôi nha các bạn. Đây là sức mạnh của cái gói VIP nha. Wow, anh em mình đã bật. Ui, đây, 5 triệu thức ăn đã được về tem. Đây, các bạn thấy không, cái dòng chữ này là giúp anh em mình giảm thời gian nè. Rồi cái này sẽ là thả những cái cành cây ra các bạn ơi. Anh em mình sẽ cho mấy cái bé rồng nó yêu nhau. Đây, một là mấy cái con này, hai là các bạn hãy cho mấy hai con hệ đất á, nó yêu nhau cho nó yêu liên tục thì nó sẽ nhanh hơn nha. Rồi chỗ này thì chúng ta sẽ đến với cái khu vực arena hả. Đây, vô arena để quậy nhẹ cho vui nha các bạn. Ok, let's go. Rồi, giao lưu văn hóa nhẹ luôn. Thành viên nhân vật chính ngày hôm nay của mình thì là bé yêu này ha, cho nên ưu tiên nó một xíu nha các bạn. Wow, tên bạn cũng khá là lợi hại ha. Rồi, tuyệt chiêu mặt trăng căng nhờ. Lụm, ok lụm được. Thành viên tiếp theo sẽ là rồng miệng rộng. Wow, sát thương của chúng ta đang được tăng gấp đôi đi các bạn ơi. Vô kèo liền. 139. Ui, con này nó cũng trầu phết đấy. Mình sẽ cho Heroic đi. Sát thương của chúng ta sẽ tăng thêm được 30%. Wow, rồi thời gian của tên bạn nó cũng không phải dạng vừa nha. Rồi, cổ lên nào. Thiên trưởng băng. Ui, con này nó cũng khỏe phết luôn ấy. Oh my god, mém bị ngủm các bạn ơi. Rồi, bé yêu của chúng ta dứt điểm. Ngon lành được một em ha. Rồi, nghĩ nhẹ thử đội hình của tên bạn. Wow, có vô đột. Căng vậy. Ca này hơi khoai nha. Rồi, chỗ này thì anh em mình nghĩ nhẹ coi. Vô được các bạn ơi, tới công chuyện luôn. Đây rồi. Ui, lụm luôn đi ha. Sát thương tăng thêm được 30%. Với tuyệt chiêu là thời gian nha mọi người. Thành viên tiếp theo sẽ là... Wow, con này là Mitsikas. Thôi đổi rồng thôi, chứ một con mà mình cân 3 là mình cân không nổi đâu nha. Wow, ôi con này nó sát thương nhân 2 với mình cả nhà ơi. Đàm to thế. Wow, cho con Heroic ra cắn nhẹ cái đi. Rồi, trùm cuối của tên bạn sẽ là rồng miệng rộng. Wow, mạnh dữ. Ok, qua được cái cửa rồi, mừng quá các bạn à. Đây, bé tiếp theo thì vẫn là rồng thời gian. À, rồi, rồng miệng rộng thì mình cũng kết nó lắm luôn ấy. Let's go. Đây rồi.
Ui, tên bạn có cái skin khá là xịn sò nha mọi người. Nhìn thôi là thấy mê rồi đó nha. Wow, vẫn là cái bé với cái thuyền trưởng băng hả? Sát thương nhân 2. À, hai bé giống nhau nè, nên mình giao lưu nhẹ đi. Wow, mạnh dữ. Ôi, còn hồi sinh trở lại thêm một lần nữa hả? Wow, và đây là nhân vật Herrick miệng rộng các bạn ơi. Rất may mắn cho anh em mình. Wow, qua được cửa rồi. Khu này thì tiếp tục luôn. Mấy chỗ này nó hơi chua một tí nha các bạn. Gặp toàn mấy con khó nhằn không à. Ôi, sát thương của nhân vật chính ngày hôm nay anh em mình đang được tăng gấp đôi. Và một mình thành viên này chắc có lẽ đủ sức để cân được cả ba thành viên không nhờ. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Wow, ổn ha. Chỗ này thì sao nhờ? Đội hình này thấy quen thế nhờ. Hình như mới quýnh xong thì phải ấy. Rồi, tiếp tục luôn. Wow, vẫn là bé rồng miệng rộng quen thuộc. Ok, con này thì anh em mình gõ nó tầm khoảng 3 cái mới qua cửa được đó các bạn. Này rất là khoai luôn. Wow, và đây là nhân vật Jules. Sát thương anh em mình đang được tăng gấp đôi. À, hai thành viên giống nhau nè, cho nó giao lưu nhẹ với nhau một cái. Wow, em này thì hình trái tim các bạn ơi. Con bé rồng khá là dễ thương ha. Nguyên một cái khiên hình trái tim mà nó còn màu đỏ nữa. Rồi, ở đây thì anh em mình có... Ui chà. Mạnh dữ. Rồi, vị trí này thì... Wow, ca này... ca này không dễ dàng tí nào rồi. Oh my god, khoai kinh khủng khi mà đội hình tên bạn quá mạnh. Còn đội hình của anh em mình sao mà nó bèo bọt thế nhờ. Thôi, trận này là bị người ta lùa lại rồi các bạn ơi. Nó lùa mình với tốc độ bàn thờ luôn ấy, chứ không phải là tốc độ thường đâu. Một con thôi là nó đẩy nguyên team mình đi du lịch xa bờ liền. Căng nhờ. Ok, và bây giờ thì anh em mình sẽ ra ngoài nghỉ nhẹ cái các bạn à. Chỗ này thì chúng ta đang bị kẹt rồi ha. Này Hante còn phải có thời gian để cho mấy cái con rồng hệ đất nó yêu nhau á các bạn. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký và nhớ ủng hộ mình bằng một cái nút like nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.